Thí sinh tiếp theo, Nguyễn Thị Lâm Oanh. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế tôi há mồm. Làm cho tất cả danh hài, để lòng ngạc nhiên không ngừng cười. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến ban giám khảo, đến MC và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đã đẹp, mặc đồ dân tộc mà còn thùy mị nết na nữa, mới chết chứ. Triệu like 4 triệu. À, 4 triệu. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 tuổi ạ. Đang đi học hả? Dạ vâng ạ. Để hỏi cho chắc mấy ông đó đang làm gì nữa. Ông kia nói tổ trưởng nữa. Mà quan trọng là đang nhìn ai trong hai anh vậy? Dạ em nhìn cả hai. Sao không có tập trung vậy? Em nhìn em phải tập. Em run. Run quá hả? Vâng. Tại sao run? Dạ. Em là người Kinh hay là người đồng bào? Em là dân tộc Mường ạ. Ồ, coi cái tay quá. Coi cái tay nè. MC hay để tay vậy đó. Kính thưa quý vị. Không có, để tay vậy là khi mà đói bụng mới để tay vậy ông nội. Còn MC thì để tay vậy khoan thai. Trời đất ơi. Bẻ hồi lội cái ngón tay của mình đi nha. Là em ở tỉnh nào? Dạ em ở Thanh Hóa. Từ đó vào đây hay là hiện tại đang? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của khoa luật trường Đại học Công đoàn ạ. Ủa trường nằm đâu? À dạ trường ở ngoài Hà Nội ạ. À rồi từ đó vào đây hả? Dạ vâng ạ. Trời đất ơi. Dạ. Thương quá. Đi với ai vô đây? Dạ em đi với mẹ ạ. À mẹ đi đâu? Mẹ thì không sao, có dạ, mẹ con. Dạ mẹ em đang ngoài. À lát mẹ phụ diễn luôn hả? May dạ nếu như mà được vào vòng thứ 2 thì mẹ phụ diễn, còn nếu không rồi thì thôi. Nếu vòng thứ 2 mới có mẹ nha. Mà cái giọng rất nhẹ nha, cái giọng rất nhẹ. Nếu như vào vòng thứ 2 được thì mẹ phụ diễn. Có nghĩa là ráng sao nha, đừng có dành luôn cái phần xuất hiện của mẹ nha em nha. Có nghĩa là đừng rớt vòng 1 em nha. Mai là có mẹ theo, chứ không có mẹ theo là anh Giang lên rồi đó. Có đâu, thấy thương. Đó, thấy chưa? Đổi. Cái dòng thấy thương nó dễ đưa về nuôi lắm em. Ráng học để lo cho mẹ nghe chưa. Ráng cho mẹ xuất hiện, đâu bà mẹ đâu rồi? Chưa, vòng 2 mới xuất hiện mà. Ok. Rồi em, bây giờ em có chuẩn bị đạo cụ gì không? Dạ không ạ. Không đạo cụ luôn? Dạ vâng ạ. Sẵn sàng nha? Dạ vâng ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Anh Trấn Thành. Em nghĩ đã đến lúc anh nên yên bề gia thất rồi đấy. Bởi vì anh chính là tác giả của bài thơ Tứ Tuyệt này này. Anh đừng có cái kiểu mà ăn ốc xong mà không đổ vỏ nữa. Ban tổ chức thách thức danh hài người ta cười cho. Người anh không chịu nhận con đúng không? Thôi được rồi. Anh Trường Giang. Anh ngồi cạnh anh Trấn Thành, anh có nghe rõ không? Nghe, nghe. Anh không phải trả lời. Trời ơi, trời ơi. Trời. Chúc mừng bạn đã có 2 triệu. Trời ơi, tôi ngồi cho nên tôi sợ. Có duyên. Phải lắc quá. Anh ngồi bên trên, anh có nghe không? Nghe, nghe, anh không phải trả lời. Được. Được. Láo cá. Mà cái láo cá này là hợp lý nè, thấy không? Láo cá có đầu tư, chịu. Cái gì vậy? Em mừng á, mừng tại vì mẹ chuẩn bị xuất hiện. Đó, dập Trường Giang, thấy không? Quá gan luôn, tại triệu like luôn. Anh Giang, anh ấy rất là khó tính ấy. Em thấy anh ấy chưa cười bao giờ. Hả? Em thấy anh Giang rất là ít cười. Ai cũng đâu có cười gì đâu. Anh có cười thầm á. Em biết mà. Biết sao không? Tại mới sắp gặp mẹ vui. Mấy người xa mẹ sắp gặp mẹ vui lắm. Dắt mà, lát mẹ dắt theo con rể thấy bà luôn. Em ơi. Em lát, dạ. Lát đây Giang á, biết sao? Giang á, Giang sắp thấy mẹ rồi. À. Bây giờ em đã có 2 triệu. Vòng sau là 10 triệu. Là vòng sau là mẹ em trợ diễn cho em. À dạ không, vòng sau mẹ em chưa trợ. Lừa đảo. Trời ơi, lừa đảo. Giờ nó dập bàn thờ luôn rồi. Nó dập anh bàn thờ luôn. Tại sao mà mới nói là mẹ lên vòng 2 bây giờ không cho bà mẹ ra nữa. Hả? Thấy được chiếm diễn đàn luôn hả? Dạ không. Lúc em vào em run quá nên em nói nhầm. Thế mẹ bây giờ em ở vòng khi nào 3. Mà mẹ có ra? À vòng 3. Thôi bà ơi, tôi không tin bà nữa. Lát bà thi vòng 2 xong cái Huy hỏi, ủa mẹ em chuẩn bị thực hiện vòng 3 vòng sau à? Vòng 5, vòng 5. Đẩy bà xuống vòng 4. Nó vô đường vòng là đẩy bà xuống. Giống như người ta chờ đợi á, nhân vật cuối xuất hiện, chùm cuối xuất hiện là người ta phải cho nó vô nữa.
em. Ghê thiệt. Sau pha lừa đảo vừa rồi thì chồng sao là mẹ em chưa trở diễn. Em có 2 triệu rồi. Dạ vâng ạ. Anh tưởng đó áp lực chồng sao của em là sẽ đưa mẹ xuất hiện nhưng mà không có. Em nên ngừng lại hay là lấy tiếp 10 triệu? Dạ em sẽ đi tiếp ạ. Thi tiếp. Nhất quyết. Em mà đi tiếp là tôi phải bằng được, tôi cho, tôi phải cho Trường Giang thấy mẹ của em. Phải bằng được. Em xin phép lấy đậu củ một chút ạ. Rồi, mời em. Và 60 giây bắt đầu. Này, hôm trước tao không đi học thế cô bảo ôn cái gì đấy? Ôn hết trừ 2 cái bìa. Này, thế còn cái mục lục có ôn nốt không? Để tao ôn. Không chờ mà bạn. Anh Trường Giang đã cười. Bạn có 10 triệu. Rất thông minh. Đáng lẽ anh cười cái đầu á, ôn hết trừ 2 cái bìa. Là anh nhìn được, nhìn được rồi, vô tới cái mục lục là chịu nổi. Em biết sao, hồi nãy cái đầu á, đáng lẽ anh ngồi anh suy nghĩ một hồi anh mới hiểu đến cười. Tại vì em nói không rõ, anh không nghe được. Em phải nói chậm lại, có nghĩa là này, bạn ơi, sắp thi rồi. Bây giờ cái cuốn tập mình cho tao mượn đấy. Em hiểu không? Em phải giao đãi cho anh hiểu đó. Anh không nghe rõ em nói cái gì nữa. Anh mày mãi anh không muốn nghe, anh phải ngồi anh suy nghĩ hồi. Tới khi mục lục thì anh thấy, thông minh. Với lại diễn rất là tự nhiên. Rất thoải mái. Rất thoải mái, điều đó dễ lấy lòng được cái người xem lắm. Cái quan trọng ngoài cái tự nhiên á. Rồi, cái quan trọng bây giờ nữa nè. Ba mẹ ra chưa? Bây giờ em cho anh Giang thấy mẹ chưa? Mẹ cho Giang thấy mẹ đi. Dạ, cho cả anh Thành, cho cả tất cả mọi người ạ. Cho mọi người thấy mẹ. Cả nhà sẽ được thấy mẹ. Rồi, vậy em quyết định đi tiếp hay ngừng lại? Dạ, cho em hội ý với mẹ được. Được. Rồi, mời vô gặp mẹ, hai mẹ con nói chuyện dắt như vậy luôn. Có khi nào vừa bước vô xong bước ra anh ơi mẹ về rồi. Đi đó, đó đấy. Sau một hồi hội ý, hai mẹ con quyết định sao? Không cho bà mẹ ra luôn. Dạ, nếu mà được nhận thưởng thì hai mẹ con ra nhận, còn không thì... Thấy chưa? Thấy chưa? Nó đô mà xuống vòng 4 rồi. Thấy chưa? Nó đô mà xuống vòng 4 rồi. Một lát nó vô vòng 4 sẽ đẩy nó xuống vòng 5. Dạ, sau khi đi... À, không hả? Anh Thành hãy nghe kỹ. Chừng nào Rạc được giải thưởng mẹ mới ra. Trời chứ ơi. Không phải ra tiểu phẩm. Dễ sợ thiệt. Rồi, chơi. Rồi, vậy em quyết định thi tiếp hay ngừng lại? Dạ... Em quyết định đi tiếp ạ. Đi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Anh Trấn Thành. Anh không chịu nhận con rồi, anh Trường Giang. Anh cũng không chịu nhận con đúng không? Bây giờ anh không thèm trả lời tôi nữa đúng không? Anh Ngô Kiến Huy. Tôi với anh có quen biết gì đâu. Cười rồi kia. Bây giờ cả cái trường quay này. Con của tôi đâu? À nhầm, bố. Bố của con tôi đâu? Anh quay phim. Nhóm bạn bạn. Trời ơi. Vũ hồn con trồn. Bạn đã chiến thắng vòng 3. Thông minh, thông minh. Coi như nguyên cái trường quay này thế nào cũng phải có một người đàn ông là cha của con bả. Bà quay phim không thoát được. Dễ sợ thiệt. Bây giờ ông quay phim nó không bỏ qua luôn. Bây giờ thí dụ anh quay phim mà còn không cười nữa thì em kiếm ra. À dạ không, anh quay phim em chưa diễn hết. Anh quay phim không phải là bố con em ạ. Tại sao? Còn dạ, em hỏi muốn em... không thì ta thi nữa. Dạ. Thi nữa biết chừng những cái biến hồi nãy không? Chắc là em sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi. Bây giờ quan trọng nè. Vâng ạ. Bây giờ dừng rồi em mới hỏi này. Nếu mà ông quay phim không cười nữa thì em sẽ tới. Dạ, cái gì? Cho em diễn tiếp ạ. Diễn tiếp coi. Anh quay phim không cười nữa. Anh quay phim không cười. Dạ. Anh quay phim. Ừ. Quay cận cận đoạn này lên báo cho dễ. Trời đất ơi, tôi bị lừa. Bài thơ tứ tuyệt của anh đây này. Anh ký tên hộ em có đòi con anh đâu mà anh cứ phải lo. Mặt căng thẳng đấy cười lên, bây giờ là bài thơ. Anh viết tên vào đây cho em thế thôi, bút em mang sẵn rồi. À mà thôi anh có bút. Đấy, em chỉ diễn thế thôi. Cái này mới không cười nè. Bữa nay á là một cái chuỗi ngày may mắn của em. Em có biết không?
cái mà em nghĩ trong đầu người ta sẽ cười á, thật sự ra nó không mang cái hiệu quả cao nhất, mà cái những cái nó tự nhiên nó đến bất chợt đúng tình huống nên cười. Bài thơ Tứ Tuyệt thì ai chả biết đấy là thơ Tứ Tuyệt. Thơ vậy mà Tứ Tuyệt. Thơ đâu viết 7.000 chữ Tứ Tuyệt. Em là Nguyễn Thị Lam Anh, em như chim ở rừng xanh mới về. Hôm nay về với cuộc thi, em chưa biết được điều gì xảy ra. Một là mình được tặng hoa, hai là mình sẽ bị người ta không cười. Đây câu cuối này hay này. Em mong các chị các anh giúp em xin được chân thành cảm ơn. Bây giờ em ngừng lại rồi. Vâng ạ. Em tặng bức thơ đó cho anh Tiến Hạnh Đường Giang. Có muốn hai anh đó ký tên vô không? Dạ có. Rồi giám khảo. Dạ em muốn anh Trấn Thành lên đây ôm em có được không ạ? Đó. Trời ơi, cho anh Trấn Thành thấy mẹ luôn đi. Mẹ đâu? Mẹ đây ạ. Kêu mẹ ra, ra cho tôi thấy mẹ. Máy quay. Mời chị. Tạ Cẩn. Cuối cùng chúng ta đã thấy dạ, mẹ rồi. Em chào chị. Nói chung là may mắn là chị có. Dạ. Một... dạ. May mắn là chị có một đứa con gái đẹp gái mà có duyên quá. Bữa nay nhân danh có chị đây, dạ em xin phép em ôm ké nó một miếng, dạ. Dạ. Rồi. Rồi ký dưới đây này, ký dưới đây cho về nè. À, sao nó bắt tôi lên mà nó đi xuống nó ôm Đường Giang là sao ta? Giá trị con người. Cái sự thu hút nó kéo dạ tới hiểu không? Sao ôm lâu dữ vậy anh? Rồi bậy luôn. Mẹ. Mẹ. Và xin mời hai danh hài trao giải thưởng 20 triệu cho thí sinh Nguyễn Thị Lâm Oan. Đây, bài thơ có thằng chữ ký nè. Được chưa? Em cảm ơn ạ. Ừ, rồi. Chào mẹ đi. Dạ, khám xa mẹ ta. Dạ. Chào mẹ gì mình giỏi. Và cảm ơn bạn đã đến với thách thức danh hài. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây, bạn đã là tài giỏi. Chú à, hai người đó chưa có ai cười hết. MC cười nhầm nhò gì? Không thấy dám tạo cười đâu. Tắt điện ra cho anh nhá. Kỳ công nha, rồi bây giờ cầm về sao nỡ ăn trời. Ai cũng nói gì hết, tới đó bụng là ăn hết anh. Nhìn đây là biết là mê diễn lắm. Anh cảm thấy thú vị với con người của em. Dạ, em rất là...